Chào mừng bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Những pha xử lý bóng đẳng cấp mà lại còn trực tiếp dẫn đến bàn thắng là những điều bất kỳ cổ động viên nào cũng muốn chứng kiến trong mỗi trận đấu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tận hưởng thứ cảm giác về tới nóc đó qua tổng hợp những tình huống làm bàn đỉnh cao, có cả những cú sút phạt thần sầu không thể cản phá trong đó nữa nha. Lên đường thôi! Úa, bất ngờ chưa? Thôi thì đã vượt qua cả thủ môn như này rồi, xin phép làm quả góp kết liễu để được đăng ký cạnh tranh bàn thắng đẹp của mùa bà con nha. Thật khó để có thể lý giải phản xạ nhanh như một vị thần này của Jan Sommer. Tại sao lại có thể giơ tay nhanh được như vậy chứ? Đối thủ cũng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối thôi. Họ làm hết cỡ rồi mà thủ môn Thụy Sĩ ảo quá. Rooney luôn là vậy, dù cho đã có tuổi nhưng mà vẫn luôn cháy rực cho đến tận những giây cuối cùng của trận đấu. Trực tiếp xoạc bóng để cứu nguy cho đội nhà, xong rồi sau đó lại trực tiếp kiến tạo để đồng đội đánh đầu ghi bàn. Xin hãy nhận lấy một sự kính trọng cực mạnh này của Wayne Rooney. Anh thật sự rất ngầu và đẹp trai. Ủa rồi sao làm được ảo vậy? Ông không thấy chóng mặt à Anthony? Riêng tôi theo kèm ông mà cũng quay cuồng tăng xong rồi đó. Ấy chết người anh em, làm gì mà vội thế? Đây là Coutinho phiên bản Liverpool xịn cơ mà, sao có thể dễ dàng ăn soạt như vậy được? Bằng cách nào mà có thể cản phá như vậy hả Donnarumma? Bí quyết ở đây là gì chàng trai? Đối phương mặt ngẩn tò te luôn mà, không thể hiểu sao có thể cản phá được luôn á. Cristiano Ronaldo luôn được biết đến là ông trùm của những cú bật cao không tưởng. Nhảy mà đối thủ còn đứng tới bụng thế này thì gắt quá anh Bảy ơi. Ảo thật đấy. Xin là xin vĩnh biệt cụ, Lionel Messi đã vào form và thực hiện một pha tăng tốc rồi đó. Cả thế giới lại chuẩn bị được đón một siêu phẩm solo cực mãn nhãn đến từ chú bò chét nguyên tử này. Đó, như này mà không mang đi tranh podcast thì còn bàn nào cạnh tranh nữa Messi ơi. Eden Hazard phiên bản khoác áo Chelsea, nó cứ bị khác biệt thế nào ấy. Solo bao đỉnh thế này thì ai chơi cùng ngôi sao người Bỉ đây. Đừng trách tiền đạo đối phương vô duyên, hãy gửi những sự trầm trồ thán phục nhất đến cú phản xạ thần thánh của Kasper Schmeichel này đi anh em. Nó thực sự ảo ma Canada quá đi à. Một cú bắt vô lê ảo tung chảo của Baye đã rút tỷ lệ cản phá thành công mà thủ môn có được lúc ấy xuống 0% tròn chỉnh. Sao mà đỡ được? Các ông thích be hết đường đi của chúng tôi chứ gì? Đã thế bọn này ứ thèm đứng hàng rào nữa, đi ra dàn xếp đá phạt kiểu nguyên tim đi vào hết thôi anh em ơi. Đấy, ghi bàn như này có phải mãn đôi nhãn không? Cứ phải chen chúc nhau trong vòng cấm làm cái chi? Trainer Alexander-Arnold nhẹ nhàng nói với Salah rằng: anh cứ tin ở em, kèo đá phạt này em làm được, anh chỉ việc nhả bóng cho em thôi. Và đúng chuẩn thanh niên 2022 đã nói được là sẽ làm được. Cú đặt lòng của Arno đã khiến cho thủ môn đội bạn hoàn toàn chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Khả năng xuất phạt của Dybala cũng bá cháy lắm nha. Cú dứt điểm có độ xoáy cực ảo bằng chân trái này của ngôi sao Argentina là một minh chứng không thể rõ ràng hơn bà con nha. Nguyên hàng rào trắng trị giá tỷ đô với sự góp mặt của David Beckham, Zidane và Ronaldo de Lima hoàn toàn bị khuất phục bởi một cái tên duy nhất, ảo thuật gia Ronaldinho. Này thì giải ngân hà với rô vẩu này, xin một siêu phẩm không nói nhiều. Không lấy quá nhiều đà, mà sao đóng quả khác lạc vậy anh Zai?
bao uy tín luôn nha, đại bác tầm xa chứ còn gì. Cả đội quyết tâm dồn bóng cho đội trưởng Wissam Ben Yedder nào, đảm bảo sẽ có siêu phẩm nha. Và đó, như vậy là đủ đẳng cấp chưa ạ? Bàn thắng cứ phải gọi là nức lòng người hâm mộ nha. Ủa kìa anh bạn thủ môn, tại sao lại bỏ khoảng trống xa như vậy? Tính thách thức danh thủ hay gì? Cơ mà dù có lý do gì thì nước đi của ông anh sai lè rồi nha. Định múa rìu qua mắt thợ Nabil Fekir hả mấy cưng? Thôi bỏ đi, chuẩn bị tinh thần vào lưới nhặt bóng thôi chàng trai thủ môn tội nghiệp. Người đang đứng trước bóng là Roberto Carlos cơ mà. Nhưng quả lấy đà và tung cú đại pháo như này thì cơ hội nào cho anh gác đền bên kia cản phá được đây? Chưa rách lưới là may rồi đó nha. Chỉ biết đứng yên nhìn bóng bay vào lưới. Xúc gì mà hiểm ác quá vậy, Juan Román Riquelme? Chơi vậy ai chơi lại, anh Zai ơi. Ở cự ly xa như vậy mà thanh niên vẫn chấp thủ môn bên kia bay người hết cỡ. Thế mà bàn thắng nó vẫn cứ đến thôi, cứ bị ngại vì siêu phẩm luôn ơi. Nhìn mặt là thấy uy tín rồi nha. Con vợ Di Maria đá quả ác quá, bóng còn đập ra ngang rồi mới chịu lăn vào lưới thế này, thì làm sao mà thủ thành bên kia có thể đẩy ra được. Thua rồi. Ôi đây nữa, mặt này thì lại càng uy tín nha anh em. Lionel Messi dường như đang muốn gửi lời chia buồn trước với thủ môn đối thủ, bởi vì Ampulga sẽ tung một cú đá phạt không thể cản phá. Đội bạn xác định đưa bóng lên vạch giữa sân, nhanh để mà còn tìm kiếm bàn gỡ đi nha. Messi gọi thì Cristiano Ronaldo cũng xin phép hồi âm, Nucobol thương hiệu thôi chứ nhỉ CR7. Cảnh giới tối thượng rồi thì các Manusians cùng nhau ăn mừng thôi nào, bàn thắng đến là rõ rồi. Depay nghiêm túc lắm rồi đấy, vẽ cầu vòng cùng cầu thủ người Hà Lan thôi chứ nhỉ. Ý giời, game cứ phải gọi là dễ, ảo luôn bạn tôi ơi. Vừa rồi là những pha xử lý và sút phạt kinh điển của các ngôi sao bóng đá, thực sự đẳng cấp phải không anh em? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.